Đi nhận lại. Đừng có tham rút nhiều, rút ít thôi. Cuối nó lỏng hơn nên bao giờ nó sẽ nhanh. Rút rút bao giờ mà nó không còn cái. Đấy, những cái mà lơ sơ mà không bị xoăn nên là đều là ngược hết. Đây cái chân nào mà còn là rút nốt. Mình phải nhìn kỹ cái đuôi này, nó sẽ còn. Nó rút nốt bên này nữa là ok, xong mình chạy lại một lần nữa nó lọc nốt.